Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rất là vui mừng khi đất nước chúng ta bắt đầu được con mắt của Đức Chúa Trời nhìn đến. Và dân tộc chúng ta đang có cơ hội tốt, rất tốt để thoát khỏi sự lừa dối của Satan. Bao nhiêu ngàn năm nay nó đã hài hiếp dân tộc chúng ta dưới sự lừa dối của nó. Đau đớn, cướp bóc trần truồng, đau khổ, tốn kém. Nhưng hôm nay phúc âm miễn phí của Chúa đã đến. Sự tự do miễn phí đã đến. Sự chữa lành miễn phí đã đến. Sự phước hạnh miễn phí đã đến. Amen. Cảm ơn nha. Wow. Hôm bữa tôi vừa nói chuyện với một người anh em đang ngồi dưới đây. Bảo bà con gì của ảnh ấy vừa gặp tai họa. Trong cơn bối rối thầy cúng đó, nó cúng phát rồi nó ra giá 50 triệu. Cúng cái gì mà 50 triệu đồng tôi không biết. Cúng cái gì không hiểu nổi. Và anh em ơi, dân tộc chúng ta đang sống dưới những điều đó. Họ mê tín vô cùng. Mê tín lắm. Nhưng mà bởi cái mê tín đó, ma quỷ nó có cơ hội để cướp, giết và hủy diệt. Đau khổ lắm. Cho nên xin Chúa thương xót để mỗi một anh em chúng ta trở thành kênh dẫn của Đức Chúa Trời cho nhiều người. Và càng nhiều người cầu nguyện thì càng nhiều người được chữa lành. Càng nhiều người dẫn phúc âm thì càng nhiều người được cứu rỗi. Amen chứ. Đừng giới hạn gì cả. Tôi nói trong thời kỳ cuối cùng, một đạo quân của Chúa sẽ tràn ra khắp đất. Họ đi đến đâu người ta được chữa lành tới đó. Họ đi đến đâu thì người chết sống lại đến đó. Họ đi đến đâu thì lan mạc ở đó trở nên thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta hãy thấy điều này ở trong tương lai. Hãy sống cho điều này. Tôi nghĩ đó là một lối sống đẹp lòng Chúa nhất. Rất là tuyệt vời. Cuộc đời chúng ta tuy là ngắn ngủi, nhưng nếu chúng ta dám sống cho Đức Chúa Trời thì nó ý nghĩa lắm anh chị em. Vui thọ lắm. À, Ngài thật. Cảm ơn Chúa Giêsu. Ngài đã đến để cứu chúng ta. Bởi dòng huyết của Ngài đổ ra, bởi sự chết và sự sống lại của Ngài, mỗi một con người chúng ta có cơ hội trở về và làm hòa với Đức Chúa Trời. Và khi tội lỗi chúng ta được tha thứ thì chúng ta được tái sanh và được gọi là con trai, con gái của Đấng Chí Cao. Đây là một ích lợi vô cùng. Nhưng tôi nghĩ rằng ngoài những cái quyền lợi chúng ta nhận được, chúng ta đang mang trên mình một trách nhiệm. Một trách nhiệm. Khi người ta gọi mình là cơ đốc nhân, khi người ta gọi mình là con cái của Chúa, hay khi mình tự gọi mình là con cái của Đức Chúa Trời, thì ngoài những quyền lợi chúng ta có một bổn phận anh chị em, một trách nhiệm. Trách nhiệm đó là làm sao để đời sống chúng ta được bày tỏ Đấng Christ ra, để cho người ta nhìn vào chúng ta, người ta thấy được công việc của Chúa Giêsu. Phải thấy được. Nếu người ta nhìn vào cuộc đời chúng ta mà người ta không thấy công việc của Chúa Giêsu thì chúng ta hoàn toàn thất bại trong đời sống đức tin của mình. Dù mình có đi nhà thờ, dù mình có nhận giấy báp têm, dù mình có đang được chứng nhận là thành viên của hội nọ hội kia, vô nghĩa hết. Chúng ta phải có trách nhiệm để cho mọi người nhìn vào cuộc đời mình và thấy được công việc của Chúa Giêsu. Thấy được Ngài là Đấng đắc thắng, Đấng quyền năng, Đấng chữa lành, Đấng giải phóng, Đấng thắng hơn ma quỷ, thắng hơn nghèo đói, thắng hơn sự hại hết, thắng hơn tất cả mọi điều. Phải thế mới được. Nếu không thì tôi nghĩ rằng không có được. Và trách nhiệm đó không phải là Ngài làm, mà Chúa bảo chúng ta phải làm. Giống như bạn Thái An đã vừa chia sẻ, chúng ta có cái vai trò của mình trong cái đời sống đức tin chứ. Vai trò của mình. Dĩ nhiên chúng ta không cần phải nỗ lực để chứng minh cho thế giới này thấy mình là con cái của Chúa bằng cách trở nên giàu có. Con người không phải. Vì Chúa nói rằng hãy lấy sự tin kính thỏa lòng, đủ ăn đủ mặc là phải thỏa lòng. Còn người nào ham trở nên giàu có thì ắt sẽ mắc bẫy giờ và ngã vào nhiều sự vô lý thiệt hại. Cho nên dĩ nhiên chúng ta sống, chúng ta cần tiền, cần bạc, cần tài sản. Nhưng đó không phải là mục tiêu của chúng ta. Đó không phải là cách để chúng ta thể hiện Đức Chúa Giêsu. Không đâu anh chị.
Nhiều người nghĩ rằng mình mà giàu có lên chắc người ta nhìn vào người ta sẽ tin Chúa của mình. Không, nhầm đấy. Tôi nói với anh chị em, nhiều người không có Chúa họ còn giàu hơn những người không có Chúa. Có Chúa. Cho nên đừng có lấy tài sản mà đọ sức với thế giới này. Không được. Không ạ, không được. Không có lấy tài sản đọ sức. Và chúng ta cũng không có cần phải trở nên đầy quyền lực, tham gia vào những cái công tác quyền lực của đời này để chúng ta chứng minh rằng Chúa đang hành động trong đời sống chúng ta. Không cần luôn. Bởi vì Chúa Giê-xu nói rằng mọi quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Hãy đi mà dạy dỗ muôn dân. Quyền lực đã nằm trong tay Chúa, chúng ta không cần tranh đấu với nó nữa để chứng minh nữa. Không cần luôn. Chúng ta cũng không cần xây dựng đời sống mình trên một cái sự là chúng ta phải trở nên hiểu biết mọi điều bằng cấp nọ kia, dáng đầy người để chứng minh rằng Chúa Giê-xu đang hành động trong đời sống của mình. Không cần luôn. Bởi vì Kinh Thánh chém sáng chém, sự kiêu căng, sự hiểu biết thì sinh kiêu căng. Nó không làm gương tốt tí nào. Vậy thì điều gì chứng minh rằng Chúa Giê-xu đang hành động trong đời sống mình? Đó là khi chúng ta sống một đời sống đắc thắng. Đó là khi chúng ta vẫn bình an trong một thế giới bất an. Đó là khi chúng ta vẫn sống yên ổn trong một thế giới bất ổn. Đó là khi chúng ta vẫn sống đầy đủ trong một thế giới đói kém, thiếu thốn và đủ kiểu tai họa. Khi đời sống chúng ta bước đi trong sự đắc thắng, chúng ta có sức mạnh của đấng toàn năng để thắng hơn mọi điều, để thắng hơn mọi giới hạn, thắng hơn bệnh tật, thắng hơn ma quỷ, thắng hơn nghèo đói, thắng hơn mọi xung đột hận thù. Chúng ta sống trên tất cả mọi điều đó thì người ta nói rằng quả thật tôi thấy có một Đức Chúa Trời trong đời sống của anh. Người ta sẽ nhìn thấy anh chị em ạ. Chắc chắn người ta sẽ thấy có một sự lạ lùng ở đó. Cho nên khi tôi suy ngẫm về cuộc sống này đó, tôi thấy thật sự cái mà người ta cần là gì. Nhiều người nghĩ rằng là người ta sẽ cần vật chất đời này, cần cái nọ, cần cái kia, cần đủ kiểu hết, cần tất cả mọi tiện nghi, cần những sự giải trí, vui chơi, thụ hưởng. Nhưng mà suy cho cùng, khi ngồi suy ngẫm lại, cái điều mà con người đi tìm kiếm hiện nay, đó là sự yên nghỉ trong tâm hồn, sự bình an trong tâm hồn, sự thảnh thơi trong tâm hồn. Cái đó là cái mà người nào cũng cần hết, nhưng mà tìm không ra. Tỷ phú là bây giờ lo trả nợ, nhức hết cả óc luôn à. Rồi là người nợ người kia phải tranh đấu gồng mình để giữ hình ảnh à. Ca sĩ, nhạc sĩ, giới nghệ sĩ, khi mà cái fan theo dõi nó xuống cái là mất ngủ cả đêm. Đấu thư gồng, tôi phải giữ hình ảnh tới đây, tới đây. Và tất cả mọi người chúng ta đang tranh đấu, tranh đấu các kiểu. Mục đích gì? Để tìm thấy một cái gì đó đứng vững ở trong hồn của mình. Nhưng không tìm được. Không bao giờ tìm được. Nhưng Chúa Giê-xu thì Ngài nói sao anh chị em? Ta để lại sự bình an ta cho các con. Sự bình an ta ban cho các con không phải như thế gian cho. Ta để lại sự bình an ta cho các con. Cảm ơn Chúa vì tôi và bạn cho em khi tin Chúa, chúng ta có một sự thảnh thơi lạ lùng từ nơi Đức Chúa Trời. Nếu thật sự chúng ta là một người chiếu sáng vinh quang của Đức Chúa Trời, thì trên khuôn mặt của anh em, người ta nhìn thấy sự bình an của đấng tối cao. Người ta nhìn thấy sự giữa khủng hoảng mà anh chị em vẫn vui cười. Người ta nhìn thấy giữa những cái thế giới hận thù, tranh đấu, tranh giành, cạnh tranh mà anh em vẫn sống vị tha và bao dung. Nó khác. Con người chúng ta nó có cái gì đó rất là khác. Và người ta không tìm thấy ở đâu hết. Thậm chí trong những tôn giáo của loài người, người ta cũng không tìm thấy. Trong tôn giáo hiện nay cũng phải có cạnh tranh. Cạnh tranh lắm để thu hút. Không thu hút đến là đói à. Phải không ạ? Phải thu hút. Cạnh tranh khốc liệt luôn. Trang bị các thứ đó à. Nhưng mà trong chúng ta thì chúng ta không có cạnh tranh, nhưng chỉ có yêu thương.
Chúng ta chỉ có đem những điều của Chúa để chữa lành thế giới đang tổn thương này, đang chữa lành những con người đang cần đến tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Và toàn bộ những gì chúng ta làm đều là từ tấm lòng miễn phí của Đức Chúa Cha ban cho. Mà người ta nhìn thấy, người ta ngạc nhiên. Giống như bữa người anh em chúng ta vừa mới làm chứng, người ta cũng thấy rất là hay. Khi cầu nguyện chữa lành cho một người xong, người ta ngủ bình an xong, người ta đến người ta hỏi: thế nhiều tiền vậy anh? Cái tâm trí này, cái ngày hôm nay nó sống trong cái thế giới mà mọi thứ phải mua bằng tiền. Nhưng tôi nói rằng quà tặng của Đức Chúa Trời không thể mua được bằng tiền. Nếu mua được thì là mọi người phục vụ Chúa đã đem bán rồi. Nhưng mà nó không mua được, bởi vì nó quá cao giá, không mua được. Làm sao mà mua được? Nếu một ai đã đem ơn của Chúa mà bán ấy, thì người đó đã đánh giá quá thấp ơn của Đức Chúa Trời. Bởi vì không thể mua được bằng mọi giá nào cả, cho nên cũng không thể bán được, chỉ có bằng cách cho thôi. Anh chị em hiểu ý không ạ? Cho thôi, chứ không mua được đâu mà bán. Cho nên chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà để cho người ta nhìn thấy được mình là con cái của Chúa, chúng ta phải có một trách nhiệm. Đầu tiên là phải xây dựng một đời sống đắc thắng trên bản thân của mình. Anh chị em ạ, mình phải đắc thắng, mình phải tự do, mình phải thảnh thơi giữa những không thảnh thơi, mình phải bình an giữa những bất an bất ổn. Nếu mình không kinh nghiệm được Đức Chúa Trời thì mình cũng không thể nào chia sẻ Đức Chúa Trời cho người khác được. Đó là sự thật. Còn nếu chúng ta cố gắng chia sẻ thì đó chỉ là lý thuyết suông thôi. Chúng ta chỉ dẫn người ta vào tôn giáo thôi, chứ không dẫn người ta đến với Đức Chúa Trời được. Anh chị em, amen. Chúng ta phải kinh nghiệm Chúa. Tôi vọng bạn chị em phải gặp Chúa. Tôi vọng bạn chị em phải kinh nghiệm quyền năng của Ngài hành động trên chính đời sống của mình. Và rồi mình đem điều đó mình chia sẻ cho người khác, và người khác cũng sẽ gặp gỡ Chúa như mình đã gặp gỡ. Chúng ta đừng đem tôn giáo để mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời. Cái đó là sai lầm bậc nhất thiên hạ hiện nay. Biến Tin Lành trở nên một tôn giáo, biến Phúc Âm của Đức Chúa Trời trở nên một nghề để mưu sinh, trở nên một bệ phóng để nổi danh nổi tiếng. Tất cả những sự đó thật sự chỉ đem đến chia rẽ, đau đớn và tranh cạnh nhau thôi, không gây dựng vương quốc Đức Chúa Trời. Amen chị em. Nhưng khi thực sự một con người kinh nghiệm Đức Chúa Trời, một con người kinh nghiệm bình an, kinh nghiệm niềm vui, kinh nghiệm sự chu cấp, kinh nghiệm sự chữa lành, kinh nghiệm sự giải phóng, và đem điều đó chia sẻ cho một người khác để người khác nhận được nữa, thì tôi nói với anh chị em á, vương quốc của Chúa sẽ lan tỏa như vết dầu. Nó truyền đến người này rồi nó nhảy sang người kia, nó nhảy sang người nọ, nó nhảy từ làng này đến làng khác, thành phố này đến thành phố khác. Anh em thấy hội thánh nhà muôn dân không? Chúa làm không? Hội thánh không tên, không tuổi, không có một cái gì hết. Nhưng mà bây giờ sao ạ? Người ta tìm đến. Mà tìm đến đây không phải vì được ăn phở sau mỗi buổi nhóm. Họ tìm đến đây không phải vì được uống cà phê trò chuyện hay được nghỉ khách sạn 5 sao. Họ tìm đến đây không phải vì được cho tiền cho bạc. Nhưng họ tìm đến đây bởi vì Đức Chúa Trời hiện diện ở đây. Amen. Đây là chỗ mà cuộc đời cá nhân chúng ta và mỗi hội thánh phải tiến đến. Chúng ta đang giới thiệu cho thế giới thiếu thốn này một Đức Chúa Trời giàu có. Chúng ta đang giới thiệu cho thế giới bất an này một Đức Chúa Trời bình an. Chúng ta đang giới thiệu cho một thế giới bệnh tật này một Đức Chúa Trời chữa lành miễn phí. Chúng ta đang giới thiệu cho một thế giới đang bị Satan hà hiếp một cuộc sống tự do. Đó là điều mà chúng ta cần nói anh chị em. Nhưng trước hết mỗi một chúng ta phải kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân. Tôi nói ở mức độ cá nhân và mức độ hội thánh đều phải xây dựng như vậy anh chị. Chúng ta không xây dựng cuộc đời mình trên những cái lý thuyết, lời nói mang cái tính lý thuyết suông, không có hành động, không nên. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình trên sự mặc khải của Chúa, trên sự tỏ ra của Đấng toàn năng.
trên sự tìm kiếm đấng toàn năng một cách hết lòng, hết ý, hết linh hồn. Đó là lý do tại sao tôi và Hội Thánh Nhà Muôn Dân luôn xây dựng đời sống bằng cách tìm kiếm Chúa. Luôn luôn khởi đầu bằng điều đó. Đó là sự thật anh chị em. Nên tôi muốn bắt đầu bài giảng hôm nay bằng một phần đoạn ở trong Hebrew chương 4. Hebrew chương 4 để chúng ta cùng suy ngẫm về điều này. Về cái cách chúng ta sống trong thế giới này. Cái cách chúng ta thể hiện trong thế giới này. Cái cách chúng ta tìm kiếm được một Đức Chúa Trời muốn gì ở trong thế giới này. Và khi chúng ta nương theo điều đó, tôi và bạn chị em sẽ trở nên khác biệt. Nếu mình làm giống hết tất cả mọi người, mình cạnh tranh không lại đâu. Sao cạnh tranh lại? Đúng không? Cạnh tranh lại đâu. Mình phải làm gì khác khác một tí. Đó nó mới cạnh tranh mới được. Vì không ai làm được. Đấy. Trong kinh doanh cũng thế thôi. Anh chị em bán một cái mặt hàng giống y như hàng xóm này thua ngay. Thua ngay thôi. Bởi vì sao anh em thua? Anh em không thể lừa dối người khác. Đúng không? Anh em không thể cãi lộn với người ta. Anh em không thể nào muôn gian bán lận được. Còn người ta cũng bán y như anh chị em, nhưng mà người ta cộng thêm mấy thứ đó thì chắc chắn anh em thua chắc rồi. Cho nên mình phải sống một cuộc đời gì? Khác biệt. Một điều gì đó rất khác người để chúng ta thắng thế giới này. Amen. Thế bây giờ chương 4, tôi đọc câu 4 nha. Về phần chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ. Rồi. Câu 9. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc của mình như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài. Câu 11. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo lòng vô tín mà vấp ngã. Không tin mà trở nên vấp ngã. Ba cái câu kinh thánh này ở trong Hebrew chương 4 nó luôn nhấn mạnh điều gì anh chị em? Yên nghỉ. Sự yên nghỉ ở đây nó nói về một cái đời sống bình an thảnh thơi của chúng ta trong thế giới. Điều này là điều mà tất cả con người từ cổ chí kim đang tìm kiếm. Đang tìm kiếm. Hiện nay vẫn đang tìm kiếm. Đó. Và bây giờ Đức Chúa Trời nói rằng về phần chúng ta là kẻ tin thì bước vào điều đó. Tôi và bạn chị em là những người tin sẽ bước vào đời sống yên nghỉ, thảnh thơi, bình an, vui mừng với Đức Chúa Trời. Tôi nói điều này không có nghĩa là chúng ta trở nên lười biếng nằm không, không làm gì. Không phải đâu, anh em đừng nghĩ như vậy. Lời Đức Chúa Trời nói là Ngài luôn luôn nói trong tấm lòng. Ngài nói rằng trong tấm lòng chúng ta phải có được sự bình an, yên nghỉ, vui mừng của Đức Chúa Trời thì cuộc đời chúng ta mới kết quả được. Còn tôi nói với anh chị em á, dù chúng ta có khoác lên mình một chiếc áo, mình là người năng động, mình là người sốc sắng, mình là người được việc ở trong hội thánh, trong giáo hội, trong thế này, trong thế nọ, các loại hết, mình lao mình vào làm tất cả mọi điều, lao mình vào tận hiến mọi sự, mà lòng anh chị em đang bất an, bất ổn, cay đắng, buồn khổ, buồn rầu, không có niềm vui, tôi nói anh chị em còn khổ hơn đứa trẻ chưa được sinh ra. Đọc sách truyền đạo đi sẽ thấy. Và đó không phải là lối sống mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta. Chúng ta phải xây dựng trên một nền tảng là một tấm lòng bình an có Đức Chúa Trời. Ở đâu có Đức Chúa Trời, ở đó có sự bình an. Ở đâu có Đức Chúa Trời, ở đó có sự vui mừng. Ở đâu có Đức Chúa Trời, ở đó có sự nghỉ ngơi và thảnh thơi. Đó là cuộc sống mà chúng ta phải xây dựng trước hết khi trước khi bước vào công việc của Chúa hay công việc hàng ngày. Đây là chỗ rất là quan trọng nha anh chị, cực kỳ quan trọng. Nhiều con cái của Đức Chúa Trời hiểu lầm chỗ này và không đánh giá cao chỗ này. Cho nên họ cứ tưởng rằng mình cứ xông xáo công việc Chúa đi, làm mọi việc đi thì mọi sự nó sẽ ổn. Không phải đâu. Đó là ý nghĩ tôn giáo. Đó là ý nghĩ tôn giáo. Nhiều nhà thờ, nhiều hội thánh dạy con cái của Đức Chúa Trời rằng anh cứ đi đi, xong đi, vô đi, tất cả mọi thứ, lao mình vào đi rồi Chúa sẽ hành động, Chúa sẽ thế này.
nhầm. Đừng như thế. Làm như thế anh chị em sẽ tuyệt vọng, thất vọng và bỏ đức tin luôn. Phục vụ 5 năm sau rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Và hóa ra rằng đang ở dưới gầm cầu Sài Gòn thì hơi căng thẳng. Anh chị em, chúng ta không nên xây cuộc sống của mình trên những cái sự xúi dục bậy bạ như thế. Tất cả chúng ta đều phải bước đi trên mặt khải của Đức Chúa Trời. Tôi quan tâm bậc nhất là Chúa nói gì với anh em một cách cá nhân. Cho anh em đừng có nghe tôi xúi người khác xúi. Chúa nói gì cho anh em một cách cá nhân. Đó là một đời sống yên nghỉ và thành công. Khi Chúa phán thì chắc chắn lời đó phải thành trên cuộc đời này, không thể nào khác được. Nhưng khi anh em làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì cộng với thành quả sẽ có sự yên nghỉ ở trong Ngài. Người ta nghĩ rằng hầu việc Chúa chắc là kinh dị lắm, người ta nghĩ thế. Nhưng mà tôi nói thiệt với anh em á, không kinh dị đâu. Ngồi những thời giờ phục vụ Chúa, anh em được ở nơi chốn gọi là thiên đàng trên đất này. Đó là hậu việc Đức Chúa Trời. Mọi người nhìn vào chắc ông này ông giảng một ngày 5 tiếng đồng hồ, chắc là ông rồi tan nát cuộc sống hết rồi phải không ạ? Ông đâu. Tôi thưa thiệt với anh em, tôi vẫn nhởn nhơ trên núi đi chơi với Chúa suốt ngày. Vẫn vui mà, bình thường. Bình thường. Đúng không ạ? Chúng ta vui thỏa và thỏa lòng với những gì mình có. Mà cái mình có quý nhất là Chúa ở cùng mình, amen chứ. Rồi khi chúng ta lắng nghe Ngài, chúng ta nghe được tiếng của Ngài, chúng ta thấy Ngài chỉ bảo điều gì, làm điều đó. Chúa Giê-xu nói trong Giăng chương 5 câu 9 sao, mà câu 19 sao chứ. Ta không làm điều gì mà ta không thấy và nghe Cha làm. Chúa Giê-xu chỉ thấy và nghe Cha, và Ngài làm theo. Ngài không làm hơn, Ngài cũng không làm kém. Ngài không đi trước, Ngài cũng không đi sau. Ngài bám theo Chúa Cha của Ngài. Tôi vọng bạn cho em muốn có một cuộc sống yên nghỉ, bình an, thảnh thơi. Cứ bình tĩnh thôi, nhẹ nhàng thôi, chậm mà chắc. Bám theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, từng bước nhỏ, amen. Đấy, thế là cuộc sống mình bình an. Nôn nã làm chi, bôn ba làm gì? Anh em có hò hét từ sáng đến chiều có chữa lành được ai không? Nhưng mà nếu Chúa phán thì anh em nói lời hãy lành đi, người ta về lành à. Đó là sự thật. Anh tôi thấy hầu việc Chúa nó sướng như thế rồi còn đòi cái gì nữa. Không ạ? Tôi nghĩ nó hay chứ. Tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ thôi rồi. Ôi Chúa ơi Ngài quá hay. Con chỉ cầu nguyện giảng đạo, còn việc chữa lành giải phóng là việc của Ngài. Con cứ cầu nguyện giảng đạo, con post lên YouTube rồi người ta nghe, người ta lành khắp thế giới. Nó sướng thế rồi còn đòi gì nữa. Có đúng không? Sướng thế rồi. Trong khi tôi đang ngủ thì bên kia bán cầu một ai đó đang được chữa lành. Chẳng thấy con gì nữa. Cho nên không bôn ba. Ý tôi muốn nói là gì anh chị em? Trong đời sống cá nhân của mình, hãy tìm sự thảnh thơi, bình an, vui mừng với Chúa chúng ta mỗi ngày. Đó là bước ưu tiên số 1. Amen. Chúa không tạo chúng ta như một con trâu để cày đâu. Nếu Chúa tạo chúng ta là con trâu thì chắc là Ngài tạo 8 tỷ con trâu cho nó hiệu quả. Tạo chi 8 tỷ con người chặt đất, đúng không ạ? Không, Chúa tạo ra chúng ta để vui hưởng tình yêu của Ngài, để ở trong sự thâm viếng ngọt ngào của Ngài, để Ngài ban tặng cho chúng ta sự bình an, vui mừng, thảnh thơi, yên nghỉ, để chúng ta thờ phượng Ngài bằng cả tâm linh và lẽ thật, để ta thờ phượng Ngài bằng cả tấm hôn và lời cầu nguyện, lời ngợi khen, lời tạ ơn của chúng ta nó đi ra từ trái tim. Tôi đảm bảo anh chị em nha, một người bất an á không ca ngợi Chúa thành thật đâu. Anh em thử đi, lòng đang bất an, ô đủ thứ lo lắng mà đứng hallelujah, hallelujah, chỉ có cái miệng hallelujah thôi, còn tâm lòng nó không có hallelujah. Tâm lòng nó đang nói Chúa ơi, chiều nay con trả nợ gì đây, giang hồ đang đến đòi Chúa, còn miệng thì hallelujah, hallelujah. Không có. Còn khi cuộc sống chúng ta bình an thật sự, lòng và miệng chúng ta cùng ngợi khen Đức Chúa Trời, và lời cầu nguyện lời ngợi khen đó bay thẳng lên thiên đàng ở nơi Chúa. Đó là của lại tốt nhất trong đời sống chúng ta. Cho nên ở phương diện của cá nhân và ở phương diện hội thánh cũng vậy anh chị em.
Chúng ta không thể xây dựng hội thánh trên những giá trị của đời này. Anh chị em không thể xây dựng đời sống cơ đốc của mình trên những giá trị đời này. Và cái nguyên tắc để hội thánh được an ninh, gia đình anh chị em được an ninh, đời sống anh chị em được an ninh, là đừng để những giá trị đời này làm nền tảng cho đời sống chúng ta. Ý tôi muốn nói gì? Tôi không thể xây dựng hội thánh dựa trên tiền bạc được. Chúng ta không thể xây dựng hội thánh dựa trên quyền lực được. Chúng ta cũng không thể xây dựng hội thánh dựa trên những kỹ năng của con người được. Tất cả những điều đó tốt, nhưng nó không phù hợp với vương quốc của Đức Chúa Trời. Tốt nhưng nó không phù hợp. Khi Chúa xây dựng hội thánh, anh em đọc trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 18, anh em sẽ thấy. Đúng không? Đây. Ma-thi-ơ chương 16 câu 18. Chúng ta sẽ thấy và mình nói một chút về điều này. Chương 16 câu 18. À. Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Nên nghĩ đi, Chúa lập hội thánh Chúa trên sự mặc khải bên trong lòng của Phi-e-rơ. Chúa lập hội thánh Chúa trên sự mặc khải mà Phi-e-rơ vừa nhận được trong khi được Chúa cha tỏ cho. Khi anh chị em đồng đi với Chúa, khi anh chị em thảnh thơi bình an với Chúa, Chúa sẽ tỏ cho anh em những điều, những mặc khải, những điều từ thiên đàng. Và trên cơ sở đó anh chị em xây dựng cuộc đời của mình. Trên cơ sở đó anh chị em phục vụ hội thánh. Trên cơ sở đó anh chị em phục vụ Đức Chúa Trời. Và các cửa địa ngục không thắng nổi. Chúa Giê-xu đang nói với một người rằng trên sự mặc khải của người đó, Ngài sẽ lập hội thánh. Mà người đó sau này nói rằng vàng ta không có mà bạc ta cũng không có. Nên thấy Phi-e-rơ, ông nói đó, ông này là ông nghèo nhất rồi, vàng không có, bạc không có, nhưng những gì ta có thì ta cho rồi. Trong danh Chúa Giê-xu hãy đứng dậy mà đi. Chúa Giê-xu lập hội thánh trên một người có quyền năng trong danh Chúa Giê-xu. Cho nên khi chúng ta xây dựng cuộc đời mình, xây dựng hội thánh Chúa, tôi làm bất cứ việc gì, cái điều mà khiến cho vương quốc Đức Chúa Trời mở rộng, đó là năng quyền của Chúa phải hành động qua cuộc đời của chúng ta. Bất kể nó là năng quyền gì, bất cứ một hoàn cảnh nào chúng ta tiếp xúc, bất cứ một con người nào có nhu cầu mà chúng ta tiếp xúc, bất cứ một tổ chức nào, một tập thể nào mà có nhu cầu khi chúng ta tiếp xúc, chúng ta chỉ có thể đáp ứng nhu cầu đó trên năng quyền của Đức Chúa Trời. Đây là chỗ mà hội thánh được gây dựng, chỗ mà cuộc đời chúng ta được gây dựng. Thưa anh chị em, tất cả những anh chị em trên live stream này, chúng ta không thể thắng được đời này dựa trên khả năng của mình, dựa trên nguồn lực của mình, dựa trên tài sản của mình, dựa trên mối quan hệ của mình, dựa trên trí thông minh của mình. Chúng ta sẽ thua thế giới này. Nhưng khi chúng ta tìm cho bằng được quyền năng của Chúa hành động qua mình, chúng ta sẽ thắng chúng nó. Đây là chỗ rất là đặc biệt. Trong Giăng chương 8 câu 32, Chúa Giê-xu lại nhắc một lần nữa: các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Lẽ thật sẽ khiến các ngươi được tự do. Một lần nữa Chúa Giê-xu nói về từ biết. Biết ở đây có nghĩa là khi các ngươi nhận được sự mặc khải từ Đức Chúa Trời, khi các ngươi nhận được lời rema từ Đức Chúa Trời, khi các ngươi nhận được lời phán từ Đức Chúa Trời, khi các ngươi nghe và chạm được Đức Chúa Trời, thì đời sống các ngươi tự do. Tự do có nghĩa là gì? Đắc thắng. Chúng ta sẽ bước đi trên chứ không phải ở dưới. Giống như khi anh chị em chạy xe thì còn đi trên đất, khi anh em đi máy bay là anh em đã ở trên rồi, trên cơ rồi. Cho nên ma quỷ không làm gì được. Một con người được trang bị sự sức dầu và quyền năng của Chúa, ma quỷ chỉ có khóc thôi, làm gì được. Khóc à? Không. Và nó thấy anh em, nó sẽ chạy từ đằng xa. Anh em đọc cái quyển sách gì đó, Gió Thổi Ào Ào gì đó chưa? Của Indo chưa? Ở cái nhà phấn hưng bên Indo đó. Khi ông đến một hòn đảo kia để ông truyền giảng phúc âm, thì sau này
ông thầy phù thủy mà cai quản cái hòn đảo đó mới kể lại là khi tụi ông vừa bước chân lên hòn đảo thì mấy cái con âm binh quỷ sứ trong coi đó nó nói là chạy tụi bay, chạy, lửa đang đến, chạy hết tụi bay. Âm binh chuẩn bị dọn lều trại bỏ chạy. Cho nên khi chúng ta mặc lấy quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta đi đến đâu thì âm binh quỷ sứ đó chuẩn bị dọn lều trọng của nó bỏ đi, chưa còn chúng ta đâu. Đây là chỗ mà chúng ta phải tin. Cho nên đôi khi chúng ta thất bại vì chúng ta xây dựng hội thánh và cuộc đời mình trên những giá trị của thế gian này. Đó là chỗ chúng ta thất bại, tại chúng ta quen rồi, tâm trí mình chưa thay đổi, đúng không? Mình nghĩ ô, để cho hội thánh nhiều người biết đến thì bây giờ mình phải lập chạy chương trình quảng cáo marketing, trong mấy ông bán hàng online không làm, rồi hội thánh cũng bắt đầu làm những cái kiểu như thế đó, rồi đưa những cái thủ thuật của thế giới vô trong hội thánh, xây dựng trên sự hào nhoáng giàu có, thu hút con người bằng những lời hứa suông, hứa này hứa nọ theo kiểu, rồi cuối cùng nhận được là những trái đắng của sự cạnh tranh, chia rẽ, nói xấu, nói hành đủ kiểu. Ôi, nói anh chị em, chúng ta không thể xây dựng cuộc đời mình và hội thánh trên những giá trị và cái cách của đời này. Chúng ta phải xây dựng cuộc đời mình và hội thánh Chúa trên sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời. Anh em phải đồng đi với Chúa, anh em phải ở với Chúa, hội thánh phải thờ phượng Chúa. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa ở nơi kín nhiệm, nơi kiêng ăn, nơi chỉ một mình riêng tư. Chúa sẽ tỏ cho chúng ta biết chúng ta phải làm điều gì. Làm ít thôi nhưng mà nó hiệu quả. Không cần bôn ba, đúng không anh chị? Không cần bôn ba. Cái điều quan trọng của nhiệm vụ chúng ta trước mặt Chúa là chúng ta đem sự sống cho người khác, chứ không phải chúng ta cung cấp những giá trị đời này. Không phải chúng ta kêu người ta đến hội thánh, đến đi, hội thánh vui lắm, hội thánh có thể chọn chồng chọn vợ thoải mái, đến đây đi, nhiều anh thanh niên thiếu nữ tin lành hiền nhiều lắm, mà tôi không biết hiền thật hay không. À, chúng ta không thể mở những chương trình để cuốn hút người ta bằng cách đó được. Chúng ta không thể đem những giá trị đó, ô đến đây đi, có nhiều người giúp đỡ lắm. Không có. Đừng cuốn hút người ta bằng những giá trị nhỏ nhoi đấy. Hãy kêu người ta đến hội thánh vì nơi đây có sự sống của Đức Chúa Trời. Nơi đây tội lỗi được tha thứ. Nơi đây cuộc đời anh em được giải thoát khỏi Satan. Nơi đây bệnh anh em được chữa lành. Nơi đây đời sống anh em được bứt phá, được tôn vinh Chúa. Anh em được kết nối với Đức Chúa Trời. Anh em sẽ bước đi với Chúa và là một người nhận biết Đức Chúa Trời. Anh em trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Amen. Đây là giá trị cốt lõi mà hội thánh có thể cung cấp cho thế giới này. Rồi khi họ biết Chúa rồi thì hết trách nhiệm của chúng ta. Lúc đó là mỗi ngày họ cũng đi với Chúa như mình, họ cũng vui hưởng Chúa như mình, họ cũng cầu nguyện cho người ta được lành bệnh như mình, họ cũng giải cứu người ta như mình, họ cũng giảng phúc âm như mình. Thế là mình vui mừng. Amen chứ. Amen. Thôi chứ giữ người ta suốt đời làm gì, của tôi của ông làm gì, có đúng không? Đừng có của tôi của ông. Mọi linh hồn thuộc về Đức Chúa Trời. Hôm nay thì có tình trạng của tôi của ông. Nghĩ nó cũng buồn cười. Nhưng mà thật sự một con người hầu vì Chúa có tâm đó, là dắt tay người ta trao vào tay Đức Chúa Trời và nói Chúa, con đã xong nhiệm vụ rồi. Đó là người hầu vì Chúa có tâm. Mà đúng như thế, tất cả chúng ta đều bằng nhau trước mặt Chúa. Tôi dẫn một người đến với Chúa, tôi được Chúa thưởng. Và phần thưởng tôi không phải đời này, mai mốt tôi lên thiên đàng tôi được thưởng. Tôi lên thiên đàng thì hàng ngàn người cầm cây trà là ú, chào đón ông quý thế nào. Sướng không nhé? Sướng. Ở dưới này thì cần gì? Không cần. Anh em thấy không ạ? Chúa nói đấy, hãy dùng của bất nghĩa đời này để dẫn nhiều người vào thiên đàng thì họ sẽ chào đón anh chị em. Chào đón ở đâu? Lên cổng thiên đàng họ chào đón anh chị em. Mai mốt anh chị em lên. Ô, bắt tay anh, tôi dẫn anh đến với Chúa. Ô chị, tôi dẫn chị đến với Chúa. Và người ta mới chạy đến anh chị em, người ta nói nhờ anh mà tôi được đứng ở đây, nhờ chị tôi được đứng ở đây, nhờ em tôi được đứng ở đây. Người ta ôm chầm anh chị em, người ta nói ôi, ôi, thật là tuyệt vời. Tôi chào đón anh, tôi chúc mừng anh, tôi chúc phước cho anh. Anh em sướng không? Quá tuyệt vời. Mà cái điều đó là đời đời nha anh chị em, đời đời trong tình yêu của Chúa. Đấy đó. Còn ở dưới này mà giữ của ông của tôi làm gì? Rồi bắt đầu là nói hành nói xấu, chia rẽ nhau, ta lung tung hết.
Dưới này đừng có giữ. Giữ là giữ linh hồn cho Chúa và lên thiên đàng. Amen. Giữ dưới này làm gì? Cho nên tôi khuyên anh chị em, mình hầu việc Chúa với cái tiêu chí phải rất rõ ràng. Tất cả những ai đến với chúng ta, chúng ta hết lòng phục vụ trong tình yêu thương. Rồi những ai bởi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời họ rời chúng ta đi, hãy hết lòng chúc phước cho họ. Amen. Thế thôi. Để họ kết quả cho Chúa, để họ làm vinh hiển danh của Chúa, để họ làm những điều lớn lao cho Đức Chúa Trời, thậm chí hơn cả chúng ta nữa. Biết đâu được trong những người anh chị em đưa đến với Chúa, anh chị em dạy đạo cho trong những ngày đầu tiên, anh chị em nuôi nấng họ trong những ngày đầu tiên, rồi sau 3 năm họ rời anh chị em đi và họ trở thành sứ đồ Phao-lô thì sao? Được đâu anh chị em? Còn anh em giữ họ lại thì họ thành Judas Iscariot thì sao? Cho nên đôi khi chúng ta phải khai phóng những sứ đồ ra thế giới này. Amen. Đó là tâm lòng của chúng ta. Còn coi chừng giữ lại là đóng đinh anh chị em trên thập tự giá đấy. Dê chiên nó mọc sừng. Giữ lâu nó mọc sừng. Còn thả đi là nó thành chiên cả đời. Đúng không? Giữ lâu nó mọc sừng, nó hút phát là bay lên thập tự giá luôn, kêu. Rất nguy hiểm anh chị em. Cho nên đó là cách chúng ta phục vụ Ngài, cách chúng ta hầu việc Chúa bằng cả tấm lòng, bằng sự tử tế, bằng sự bình an, bằng sự thảnh thơi bên trong, nhẹ nhàng. Chúng ta không đem những giá trị đời này bước vào trong hội thánh, vào chức vụ, vào cuộc đời của mình. Không, chúng ta hầu việc Chúa trên sự mặc khải và quyền năng của Đức Chúa Trời, trên những gì Chúa nói, Chúa chỉ cho chúng ta bằng một tấm lòng yêu thương chân thành, không vụ lợi. Và đó chỉ có ở những con người bình an, thảnh thơi, yên nghỉ trong Chúa mà thôi. Còn cái người mà còn trộn rộn, quơ chỗ này, nắm chỗ kia, chưa có cái đó. Chúng ta phải thỏa lòng trong mọi sự. Đủ ăn, đủ mặc là thỏa lòng. Đi xe hơi cũng được, mà đi xe đạp cũng không sao. Ngủ cái giường mà đệm cũng được, mà ngủ dưới sàn cũng không vấn đề. Miễn sao Chúa ban cho giấc ngủ bình an là được. Amen. Đó, thế đó thôi. Thế còn tôi nói thiệt với anh chị em, có người nằm khách sạn 5 sao nhưng mà phải vốc thuốc ngủ vô mới ngủ được. Còn mình thì không cần 5 sao, ngàn sao nhưng mà ngủ tới sáng, được chưa? Đó là sự bình an mà chúng ta cần. Tuy nhiên cuộc sống của chúng ta đó, tất cả những anh chị em mình đó, tôi thấy có một điểm là mình nói như vậy, nhưng mà nhiều con cái của Chúa vẫn đang phải đấu tranh. Đó là một sự thật. Nhiều nan đề quá. Đến ngày hôm nay đó, tôi mở phòng cầu nguyện ra mỗi ngày. Thật sự là tôi chỉ còn nghỉ được mỗi ngày thứ hai thôi. Còn 3, 4, 5, 7 chủ nhật gì là làm việc hết ráo, mà nan đề vẫn không hết. Bệnh tật, đau yếu, con cái, gia đình, đời sống cá nhân, khắp mọi nơi. Chứng tỏ là gì? Cuộc đời chúng ta vẫn đang lanh quanh, chưa tìm thấy lối ra. Anh chị em biết lý do tại sao không? Tại vì anh chị em mình đã tin Chúa rồi, đã được tái sanh rồi, nhưng mà có thể vì một lý do nào đó, mình cho Satan quá nhiều cơ hội trên đời sống của mình. Đây là chỗ mà tôi nhận ra. Khi tôi ngồi tôi suy ngẫm về những cái điều của anh chị em mình trình bày, tôi mới nói: Chúa ơi, tại sao có điều này, tại sao có điều kia? Tôi tìm hiểu thì hóa ra không phải tại Chúa, không phải tại hoàn cảnh hay cái gì cả, nhưng mà tại chính con người đó đã vô tình hoặc hữu ý cho Satan quá nhiều cơ hội để làm chủ cuộc đời mình, thay vì vị trí của Satan là phải ở dưới chân của chúng ta. Anh em thấy mà, Chúa nói rằng Satan, mình đặt đầu Satan dưới chân, nhưng mà không, hôm nay nhiều con cái Chúa để nó lên đầu đội và nó bước vô để nó hành hạ cuộc đời mình. Gieo đủ thứ nan đề, gieo đủ thứ rắc rối, làm cho đời sống của mình không kết quả, đi lanh quanh. Anh chị em ơi, chúng ta không nên như vậy, và phải hết sức tỉnh thức trên đời sống của mình. Hôm nay đó, tôi cậy ơn của Ngài để tôi nói với anh chị em một vài điểm, một vài điểm để cho anh chị em có thể thắng được đời sống mà Chúa muốn chúng ta nhìn thấy. Chúng ta là một đời sống đắc thắng cơ mà, một đời sống thảnh thơi, yên nghỉ, bình an trong Chúa cơ mà. Để làm sao mà chúng ta lại phải như vậy? Làm sao mà chúng ta lại giao nộp cuộc đời mình cho Satan một cách dễ dàng như vậy?
Anh chị em biết, kẻ trộm nó có thể bước vào nhà nó ăn trộm, bởi vì chúng ta cho nó cơ hội, đúng không? Nào là ngủ quên không chịu đóng cửa, ngủ trời nắng quá mở cửa sổ ra ngủ, ăn trộm leo vô, đi du lịch quá dài ngày mà không chịu lắp camera quan sát rồi ăn trộm vô lấy, đúng không ạ? Rồi nhiều cách. Bây giờ anh chị em nghĩ đi, một người ăn trộm làm sao nó vô nhà nó lấy đồ mình được? Là vì mình chủ quan và mở cửa cho nó, chỉ cách đó thôi. Và hôm nay Đức Chúa Trời nói Satan là kẻ trộm. Trước khi tin Chúa thì nó là chủ nhân của anh chị em, nhưng bây giờ Chúa Giêsu là chủ nhân của anh chị em, nó bị tống ra ngoài và trở thành kẻ trộm lang thang, đúng không? Chính xác như thế mà, đúng không? Nhưng mà tại sao nó vẫn có mặt trong cuộc đời của mình? Tại sao nó vẫn có trong nhà của mình? Vì mình đã mở cửa cho nó. Đừng trách ai hết trơn á, mình đã mở cửa cho nó. Hôm nay anh chị em ơi, hãy nhận thức và đóng lại. Đóng lại ai? Xác quyết đóng lại. Có đau đớn cũng phải đóng lại, có mất mát cũng phải đóng lại, có đúng không? Thì mình mới bình an, mới thảnh thơi, mới vui mừng được. Còn anh chị em nói ho, một sư nói thế nhưng mà không thể đóng được đâu, đóng lại là nó mất hết. Ok, cứ ăn cơm tối với thằng ăn trộm đi, nó sẽ giết chúng ta một ngày nào đó rất gần, là chúng ta không còn ngồi đây để nói chuyện được nữa. Kẻ trộm mà, cướp giết hủy diệt mà. Cho nên tôi nói anh chị em, tôi khích lại anh chị em là dù phải trả giá đắt, hãy dọn dẹp cuộc đời của mình cho đúng với lời của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Chỗ này là chỗ mà nhiều con cái Chúa không dám làm. Ôi, tôi mà dọn dẹp cuộc đời tôi chắc ông chồng tôi cũng đá tôi ra ngoài đường, đá kệ ông, miễn mình có Chúa, đúng không ạ? Ôi, tôi mà dọn dẹp cuộc đời chắc vợ nó bỏ tôi mất, bỏ ở với Chúa. Cho nên cái điều quan trọng là anh chị em có thể xem Chúa Giêsu là quý nhất trên cuộc đời mình hay không. Anh chị em mình có dám yêu Chúa bằng cả hết linh hồn, sức lực, trí khôn của mình hay không thôi. Câu đó mới là câu quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Chúa là ai trong cuộc sống của mình? Khi chúng ta dám trả giá cho lẽ thật thì lẽ thật sẽ đắc thắng. Dĩ nhiên ở đây tôi không khích nói anh chị em là về bắt đầu tung hoành ngang dọc đủ thứ kiểu, không. Chúng ta dọn dẹp cuộc đời mình dựa trên lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời. Cái gì sai trong cuộc đời mình, sửa. Cái gì sai trong gia đình mình, sửa. Cái gì sai trong chức vụ mình, sửa. Cái gì sai trong hội thánh, sửa. Tất cả những điều đó nó sẽ đem lại sự bình an thật trong cuộc đời của mình. Còn mình cứ lần chừng ô x y z nhưng mà thì là thì thôi thua. Tôi gặp rất nhiều người trả lời với tôi là nhưng mà thì là. Anh em hiểu không? Mục sư nói đúng, nhưng à, nhưng thì thôi hỏng rồi, hết nói chuyện được rồi. Nhưng mà thì là, cái nhưng mà thì là này là cực kỳ nguy hiểm đến cuộc đời của chúng ta. Cho nên điều đầu tiên đó anh chị, tôi liệt kê ra đây có ba thứ thôi, à, để chúng ta học cùng nhau buổi sáng này. Yeah. Những lỗ hổng nào trong cuộc đời của mình mà chúng ta cần dọn dẹp. Nói về sự giải cứu đó, khi nào một người cần giải cứu? Một người cần giải cứu là khi có quỷ trong người đó, tức là con quỷ nó hành động trong người đó. Tôi đang nói đến những đối tượng đó thôi, chứ không phải tất cả mọi người người nào cũng có quỷ nha anh chị em. Có người giải cứu rồi, chữa lành rồi, quỷ nó đi hết rồi, nhưng mà vẫn có những biểu hiện này nọ, coi chừng cho đó không phải quỷ mà là xác thịt của mình, thì cái cách chúng ta xử lý lại khác. Xác thịt nó cũng muốn những điều giống như quỷ muốn vậy đó. Xác thịt nó cũng muốn tà dâm, xác thịt nó cũng muốn ngoại tình, xác thịt nó cũng muốn tham lam. Quỷ nó cũng muốn tà dâm, quỷ nó cũng muốn ngoại tình, quỷ nó cũng muốn tham lam. Mà làm sao mình phân biệt được? Tôi đang nói với những người đang ở dưới gông cùm của Satan. Có nghĩa là người anh em đó đang kêu gào: Chúa ơi, con không muốn làm điều này, con không muốn tiếp tục sống trong điều này, mà sao con cứ bị ép vào điều này. Đích thật người đó có quỷ trong người. Anh em hiểu ý không ạ? Quỷ là nó ép người ta làm theo ý nó. Còn xác thịt á, là nó vừa muốn vừa làm theo cái điều xấu xa, vẫn kiểm soát được mình. Còn biết tôi ý thức được điều đó, điều đó là sai, điều đó là trái Đức Chúa Trời, mà tôi thích lắm.
Giống như ngày xưa tôi giải cứu, cầu nguyện giải cứu cho một cái anh chàng đồng tính đó. Đó. Khi đến hội thánh cầu nguyện, thầm, thở không, quỷ nó thoát ra ngã, rớt xuống dưới này, đứng dậy, ui thoải mái quá, tuyệt vời quá, con được giải thoát rồi, hôm sau gặp nói chuyện. Thế mình nói, em ơi, đến hội thánh tiếp tục đi, giải cứu tiếp đi, đừng để như thế này. À, mình phải tấn công nó, mình phải đạp nó ra khỏi cuộc đời mình. Anh đã nói mà không được một sao, đuổi nó đi là cực kỳ là uổng lắm, uổng lắm, đừng đuổi, thôi để đó, vì em thích nó, thôi xong rồi đó. Cho nên xác thịt đôi khi nó cũng rất là thích những điều tào lão như anh chị. Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em những con người mà mình đang muốn thoát ra mà không thoát được, mình nó không đủ sức để thoát ra. Chúa ơi, con không thích làm điều này, nhưng mà có cái gì đó nó bắt con phải làm điều này. Chúa ơi, con không thích nghĩ điều này, nhưng có cái gì đó nó bắt con phải suy nghĩ điều này. Hôm nay anh chị em sẽ được Đức Thánh Linh giúp sức cho tự do trong danh Chúa Giêsu. Mẹ, đó, chúng ta phải biết phân biệt. Tại vì như nãy thầy An nói đó, Chúa ban cho chúng ta một tâm thần gì? Mạnh mẽ và tự chủ. Ngày hôm nay ma quỷ không thể có quyền trên anh chị em. Nếu vì lý do nào đó nó len lỏi vào cuộc đời anh em qua những lỗ hổng, rồi nó nhân cớ tội lỗi, nó nhân cớ những sự sai bậy, nó nhân cớ những sự thiếu hiểu biết, nó đang làm chủ tạm thời trên đời sống anh chị em, thì anh chị em vẫn luôn có quyền trong danh Chúa Giêsu tống cổ nó đi. Quan trọng là phải tin, tống cổ nó đi. Đó là sự giải cứu mà Chúa đem đến anh chị em. Cho nên hôm nay tôi sẽ nói cho anh chị em ba điều để chúng ta cùng nhau xây dựng đời sống của mình trên lẽ thật của Chúa. Điều thứ nhất, cái lỗ hổng này rất là quen thuộc, mà tôi nói ra thì chắc anh chị em không ai xa lạ gì đâu. Đấy là anh chị em phải đảm bảo trong đời sống mình đừng dung túng cho bất kỳ tội lỗi nào. Anh chị em biết cái từ Satan, quỷ sứ á, cái từ đó đó nó đồng nghĩa với tội lỗi. Tội lỗi chính là Satan, mà Satan chính là tội lỗi, nó giống nhau, từ đó nó không khác gì trời. Cho nên Kinh Thánh nói là trong dân thứ nhất chương 1 câu 7 sao: nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch tội lỗi chúng ta. Anh em thấy chưa? Nếu trong đời sống mình dung túng tội lỗi, mình biết điều đó là sai, mình biết điều đó là không đúng, nhưng mà mình không đấu tranh lại nó, mình ham thích điều đó, giống như tôi nói hồi nãy đó, Chúa chỉ bỏ lơ những người ham thích tội lỗi thôi. Còn nếu anh em vẫn bị tội lỗi ràng buộc nhưng mà anh em vẫn chống lại, thì Chúa vẫn giúp đỡ anh chị em. Yên tâm đi, Chúa vẫn giúp đỡ mình. Cho nên tôi khích lệ tất cả những ai lỡ may hiện nay đang sống trong tội lỗi, anh em đang sống trong sự dâm dục, tà dâm, ô uế, tham lam, đủ thứ kiểu thù hận, ganh ghét, dối trá đang sống, nhưng mà trong thâm tâm anh em muốn, hết lòng muốn Chúa giúp con thoát ra, con không muốn điều này Chúa ơi, nhưng mà quyền lực nó đang bắt buộc con, thì anh em vẫn có cơ hội được Đức Chúa Trời giải cứu hôm nay. Đây là chỗ nhân từ của Chúa, đây là điều tuyệt vời mà Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên Chúa muốn chúng ta đi trong sự sáng, đi trong sự sáng để làm gì? Để huyết của Chúa Giêsu làm sạch mọi tội chúng ta. Người đi trong sự sáng là người biết và nhận thức lời của Đức Chúa Trời. Người đi trong sự sáng là người đi trong lời của Chúa, soi đời sống mình trên lời của Chúa, sẵn sàng ăn năn và từ bỏ những hành vi của mình. Anh chị em thấy không? Anh chị em biết không? Tôi quay trở lại với ba câu kinh thánh mà đầu tiên trong chủ đề bài giảng ngày hôm nay. Chúng ta bởi đức tin bước vào sự yên nghỉ. Cho nên nếu chúng ta không có đức tin, hay một điều gì đó ngăn trở đức tin chúng ta, thì cuộc đời chúng ta chắc chắn không có yên nghỉ, không có bình an, không có vui mừng, không có sự thảnh thơi. Và một trong những thứ cản trở đức tin đó là tội lỗi, cản trở vô cùng. Đây, Mác chương 11 câu 25 chép hao anh chị em. Chúa nói sao? Chúa nói rằng nếu người nói hòn núi này cất mình quăng xuống biển thì nó cũng sẽ quăng, đúng không?
Nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng ngươi, mọi điều ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, các điều đó sẽ ban cho các ngươi. Nhưng mà chưa hết, Chúa chưa dừng lại ở đây. Chúa nói tiếp, khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có điều gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Ý Chúa nói gì? Ý Chúa nói là nếu đời sống chúng ta còn dung túng tội lỗi, đức tin chúng ta không thể hành động được. Đó là lẽ thật. Lẽ thật. Cho nên nhiều người cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, thấy trời trời không có gì xảy ra. Có một vấn đề mà mình cầu nguyện ngày đêm, mình cầu nguyện từ đầu năm đến cuối năm, trời trời không thấy gì xảy ra. Có những vấn đề mà mình nhảy múa, mình la hét đến nỗi là về tối là phải uống gọi là mật ong ngâm rồi chanh cho nó khỏi rác cổ họng, cũng không gì xảy ra. Tại sao? Tại vì tội lỗi đã ngăn trở đức tin chúng ta. Tội lỗi ở đây là một từ dùng chung nhưng nó rất tinh vi và nó rất là rộng. Tội lỗi ở đây có thể là đó là sự cay đắng, hận thù, không tha thứ, sự vấp phạm trong lòng. Tội lỗi ở đây có là bất cứ điều gì sai với lời của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi nói anh chị em, cái điều đầu tiên để mình lấp toàn bộ những lỗ hổng cho kẻ thù, đó là phải rà soát đời sống của mình. Phải rà soát anh chị em ơi. Không thể nào mà không làm điều đó được đâu. Tôi đọc cho anh em trong Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 31. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Đúng không? Nếu chúng ta biết rà soát đời sống mình, biết tra xét đời sống mình thì mình không có bị xét đoán. Chúng ta phải liệt kê ra, ôi Chúa ơi, điều này điều kia, suy nghĩ này suy nghĩ kia. Và bằng cách đó chúng ta có cơ hội để lấp tất cả những cửa sổ mà Satan nó có thể nhảy vào qua cửa sổ đó, bước vào nhà của mình. Tại sao có nhiều người cầu nguyện đi cầu nguyện lại, giải cứu đi giải cứu lại, anh chị em biết tại sao không? Tại vì giải cứu nhưng không ăn năn tội lỗi. Giải cứu nhưng mà lòng vẫn hận thù. Giải cứu nhưng mà lòng vẫn nóng giận. Giải cứu nhưng mà vẫn tà dâm. Giải cứu nhưng mà vẫn tham lam. Giải cứu nhưng mà vẫn tìm những cái điều ham thích cho xác thịt mình, không ăn năn, không sửa đổi. Và con quỷ ở hội thánh nhà muôn dân thì nó nhảy ra, ra khỏi cửa rồi nó nhảy vô. Nó nói sướng quá, tao ra cả 5 phút đi dạo chơi thôi. Phải không? Cho nên có những người nó nhảy ra, nó nhảy vô như đi chợ. Và cứ cầu nguyện miết thôi mà không giải quyết vấn đề. Tôi nói với anh em rằng đừng cầu nguyện nữa, mà phải rà soát đời sống mình. Nhất định phải ăn năn. Không ăn năn được thì phải kiêng ăn để ăn năn, hạ mình xuống. Tôi đảm bảo với anh em nhé, người nào ví dụ đang phạm tội tà dâm đi, cứ suốt ngày xem phim bậy bạ đòi trụy mà không á, kiêng ăn giùm tôi 7 ngày uống nước đi, đến ngày thứ 7 là không còn sức để xem phim luôn. Mà không hứng thú gì để xem nữa, mình còn sức lực đâu xem. Kiêng ăn cho tôi 7 ngày đi là thôi xong luôn, tà dâm ma quỷ gì nó chạy sạch, không còn gì cả. Vậy thôi chứ có gì mà cứ bảo khó lắm một giờ ơi, con không thể nào làm được, không thể nào không xem được, phải xem mới ngủ được. Kiêng ăn cho tôi 7 ngày ngủ tốt lốt luôn. Chúng ta có cách hết á, có điều mình có muốn hay không thôi, có thực sự muốn hay không thôi. Chứ còn tôi rất nghi ngờ với những người nói muốn lắm một giờ ơi mà không được. Tôi rất nghi ngờ người đó, nghi ngờ lắm. Tại vì cái này là một lời bao biện rất là tinh vi. Tôi đảm bảo với anh em, tôi nhắc lại lẽ thật này, trong Chúa Giêsu muốn sẽ được. Anh em có amen với điều đó không? Muốn sẽ được. Đừng có nói là không không được. Không có gì là không được. Mọi kẻ tin cho những kẻ tin thì mọi sự đều được. Chúa nói thế mà. Thà tôi tin Chúa còn hơn tin anh chị. Tin lời anh chị em nó mong lung lắm. Tin Chúa Giêsu nói là chắc nhất. Ok, Chúa nói được là được. Ok chưa? Rồi. Rồi bây giờ trong Dân chương 3 câu 21 chép thế này: hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ đặng đến gần Đức Chúa Trời. Đây là bí quyết để lời cầu nguyện của anh chị em linh nghiệm. Anh em muốn lời cầu nguyện mình linh nghiệm không? Muốn đúng không? Thì phải sửa soạn lấp mọi lỗ hổng để lòng anh chị em đừng có một sự cáo trách gì. Khi anh chị em đứng trước Chúa cầu nguyện, đừng cáo trách gì.
Có nghĩa là cái lương tâm của anh em nó không có lục lạo xộn xạo một cái gì cả. Thẳng tin. Đó là người cầu nguyện có linh nghiệm. Anh em đến cầu nguyện nói lời yêu thương với tự nhiên Chúa Thánh Linh phán, con có thật sự yêu thương không đấy? Có đang hận người này thù người kia không? Rồi xong cái là im luôn cái miệng luôn, nói không được nữa. Đúng không? Cái lòng của mình là ngọn đèn của Chúa. Chứ dùng cái lòng của mình để ra soát khi mình, nhất là lúc mình cầu nguyện. Lúc mình cầu nguyện đó, mình không thể nào có một lời cầu nguyện đầy đức tin, đầy quyền năng, đầy sự linh nghiệm trong khi mình vẫn dung túng tội lỗi và lòng mình đang cáo trách mình. Không thể. Chắc chắn luôn anh chị em, không thể. Cho nên nếu anh chị em đang làm điều gì sai, anh chị em biết ngay chính bên trong anh chị em, anh tâm biết, anh chị em biết à, chắc chắn biết. Bởi vì anh em đang nhận được sự sức dầu từ nơi đấng thánh. Tái tâm linh anh em đã được tái sanh. Anh em trở nên rất nhạy bén với những vấn đề tối tâm. Anh em chắc chắn sẽ biết mình làm điều gì đã sai. Im lặng, im lặng, im lặng, im lặng, im lặng. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nào. Tại sao lại như thế? Đừng, đang nghe lời của Chúa. Im lặng hết đi. Ai muốn ngủ cứ để họ ngủ. Trong lúc họ ngủ họ được giải cứu thì sao? Bắt mới cứ phải chọc họ dậy ra nghe làm gì? Ngủ đi. Ô khích lệ cứ nằm xuống ngủ, nằm xuống, nằm sang nè, ngủ thoải mái. Đó mà. Đó, tôi đi lại vấn đề. Cho nên có một số anh chị em ở đây vì không hiểu được rằng mình có một tâm thần mới, cho nên lúc nào cũng đi nghe người kia, người nọ tư vấn về tội lỗi của mình. Anh em hiểu cái tình trạng đó không ạ? Tôi gặp tình trạng đó rồi. Đang giải cứu, chạy đến người này liệt kê ra một danh sách tội lỗi dài mấy trang, chạy đến người kia liệt kê một danh sách mấy trang nữa, chạy đến người nọ, sao tội của tôi gì mà nó dù dữ gì mà tôi không biết gì hết trơn vậy nè. Cái đó không cần thiết. Tôi nói với anh chị em là không cần thiết. Nhiều người đã bị bối rối trong đầu óc của mình, bối rối trong con người của mình vì sao? Nghe quá nhiều lời tư vấn về tội lỗi khắp mọi nơi, liệt kê hết. Thậm chí lúc 3 tuổi cũng liệt kê ra luôn, rồi đến chỗ kia liệt kê một hồi. Mà trong khi lòng của anh chị em thì hầu như không có đồng đầy nhúc nhích vậy. Anh chị em ơi, tôi nói lại nè, anh chị em quên những sự đó đi. Nếu lòng trái tim anh chị em không lên án, không được Đức Thánh Linh mách bảo, thì hãy quên nó đi. Và bạn cứ nghe người này người khác nói, thì anh chị em vô tình mở cửa cho Satan lên án chính cuộc đời của mình. Đó là sự thật. Cho nên những tội lỗi mà thực sự nó có quyền, nó đang sống trong anh em, thì Chúa Thánh Linh sẽ cho anh chị em biết. Lòng anh chị em sẽ biết. Anh chị em sẽ biết chắc là mình cần phải sửa cái gì. Không cần phải nghe người nọ người kia gạch đầu dòng cho mình. Quên tất cả sự đó đi. Cái đó không hiệu quả. Đó là máy móc, đó là tôn giáo, đó là làm theo phương pháp công thức hoặc công tắc, không hoạt động đâu. Không đúng đâu anh chị em. Đó là cái thứ nhất ha. Rồi, lỗ hổng thứ hai để cuộc đời của anh chị em được thảnh thời. Tôi nói có quá nhiều ông ta. Lỗ hổng thứ hai để cuộc đời anh chị em được thảnh thời, đó là chắc chắn anh chị em phải lấp những lỗ hổng hoài nghi vô tín trong cuộc đời của mình. Ồ, tôi nói có mâu thuẫn không? Tôi đang nói với những người tin Chúa cơ mà. Những người đang ngồi tin Chúa mà tại sao lại có những sự hoài nghi vô tín đó đấy? Có đấy anh chị em. Ở đấy. Đó là đôi khi chúng ta không tin cả những gì lời Chúa Giêsu nói. Chúng ta chỉ lựa những gì mà cái tâm trí mình có thể tin được thôi. Còn những phần nào mà mình cảm thấy không thể chấp nhận được thì mình nói cái này không thể chấp nhận được. Cái này tôi không thể tin được. Làm sao mà có được? Nó phụ thuộc vào cái hoàn cảnh, nền giáo dục, những sự dạy dỗ mà anh em đã nhận được trong cuộc đời của mình. Anh em chọn tin một phần Kinh Thánh mà không tin tất cả. Anh chị em chọn chỉ tin một phần Chúa Giêsu mà không tin tất cả Chúa Giêsu. Đây là chỗ cực kỳ nguy hiểm. Và chỗ nào anh chị em không tin, Satan đã nhảy vào chỗ đó. Đây là cửa sổ cho nó. Chỗ nào anh chị em vô tín, nó nhảy vào chỗ đó. Anh chị em ơi, hãy chắc chắn rằng không có sự hoài nghi vô tín nào trong cuộc đời của anh chị em khi anh chị em suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời. À,
rất nhiều điều. Chúng ta cầu xin, chúng ta nhận được là nhờ lời hứa của Chúa. Nhưng đôi khi chúng ta vì sự vô tín hoài nghi, chúng ta bỏ qua lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta loại bỏ lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ chấp nhận một số những lời hứa nào mà dễ, những lời hứa nào mà phù hợp với văn hóa dạy dỗ của mình thôi. Và chúng ta bỏ mất. Giống như chúng ta chỉ tin rằng tin Chúa Giêsu thì được tái sanh. Còn có một số người rất là khó để tin rằng Đức Thánh Linh giáng trên mình và mình khởi sự nói thứ tiếng mới. Anh em thấy không ạ? Cái này đã ghi rành rành trong Kinh Thánh đúng không? Nhưng mà vô số con cái Chúa trên đất nước Việt Nam ngày hôm nay không tin vào điều đó. Không tin rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên tôi nhận lấy quyền phép và tôi khởi sự nói thứ tiếng mới để tôn vinh Đức Chúa Trời. Không tin. Và những người đó có nhận được anh chị em? Không nhận được. Nhưng cái đó không nhận được là còn ít nha. Là còn dễ chấp nhận nha. Nhưng cái nguy hiểm hơn á, Satan nó nhảy vô cái lỗ đó. Ấy, ma quỷ nó nhảy vô cái lỗ đó. Linh tôn giáo, những tà linh vô tín hồi nghi nó nhảy vô và nó biến con người đó trở thành người chống nghịch lại Đức Thánh Linh. Con người đó bắt đầu rất khó chịu khi bước vào những buổi nhóm như chúng ta nhóm đây. Những con người nói tiếng lạ, hát tiếng lạ, ngợi khen giảng về Đức Thánh Linh, người đó lập tức đứng dậy ra khỏi cổng chạy về luôn. Bởi vì tôi không chấp nhận ở đây. Tại sao không chấp nhận? Có con quỷ ở trong người đó. Anh em hiểu ý không ạ? Sự hồi nghi vô tín không những khiến cho chúng ta không nhận được lời hứa của Chúa mà còn mở cửa cho Satan bước vào. Đây là chỗ cần phải giải cứu. Cái kinh nghiệm cá nhân ấy, tôi thấy ấy, khi một người mới tin Chúa đó, là tôi sẽ tìm cách cầu nguyện cho họ bắt tay mà Đức Thánh Linh luôn. Nó rất là dễ. Còn để người đó đi lang thang học những giáo lý này nọ xong rồi, ví dụ học những cái giáo lý chống lại Đức Thánh Linh, không có báp têm Thánh Linh, không có phép lạ, không nói tiếng lạ, tiếng lạ từ quỷ Satan học một hồi xong chạy đến đây, một sư cầu nguyện cho con nhận Thánh Linh, nhảy múa 10 ngày chưa có gì nhờ gì, cứ đứng rờ rờ ra. Tại vì quyền lực nó ở trong người đó cực kỳ khó. Cho nên tôi nói với anh chị em là anh chị em cũng phải rà soát lại. Tôi hỏi thật và anh chị em phải hỏi thật tâm lòng mình. Các bạn có tin cả quyển Kinh Thánh này không? Anh em có tin từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền không? Nếu anh chị em tin tất cả, tôi chúc mừng anh chị em là người được phước. Cảm ơn. Còn có một số người không được phước như anh em. Có một số người nói rằng tôi không tin thời nay Chúa Giêsu còn làm phép lạ. Tôi kể câu chuyện vui. Có một lần ông mục sư kia ông giảng như vậy đó. Ông giảng là làm gì Chúa Giêsu làm phép lạ thời nay? Chúa Giêsu không còn làm báp têm Thánh Linh nữa đâu, không chữa lành, không đủ quỷ nữa đâu, không có làm phép lạ gì đâu. Đức Chúa Trời ngưng làm phép lạ rồi. Có ông bé kia giống bé này nè, cầm quyển Kinh Thánh, xong nó về nó nghe lời ông mục sư, nó lại lật ra chỗ nào mà có ghi về phép lạ là nó xé nó bỏ, vì không cần mà. Thì chủ nhật sau cái nó cầm quyển Kinh Thánh nó còn có hai cái bìa này thôi. Ông mục sư hỏi sao quyển Kinh Thánh con còn có hai cái bìa vậy con? Thì mục sư tuần trước giảng là Chúa không làm phép lạ, con xé phép lạ con bỏ hết rồi, giờ còn mỗi hai cái bìa thôi. Đây là câu chuyện. Cho nên Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của phép lạ. Amen. Mình loại bỏ phép lạ là loại bỏ cả Đức Chúa Trời luôn. Amen. Và nhiều người ngày hôm nay thật sự rất đáng buồn. Người ta tin một Đức Chúa Trời tôn giáo mà không tin một Đức Chúa Trời quyền năng, không tin một Đức Chúa Trời sống động. Anh chị em ơi, quyết đừng có hoài nghi và vô tín trong cuộc đời của mình, trong tâm lòng mình. Vì mọi sự hoài nghi vô tín trên lời của Chúa là một cánh cửa cho Satan bước vào đời sống mình, và nó sẽ phá nát đời sống mình, nó làm cho đời sống mình lệch lạc, rối rắm đủ kiểu. Chắc chắn như vậy anh chị em nhé. Điểm cuối cùng, tôi chia sẻ cho anh em điểm cuối cùng vào đây. Là anh chị em đừng có dung túng những cái ý nghĩ trái ngược với lời của Đức Chúa Trời. Đây là cái chỗ mà Satan cũng rất là khôn khéo để nó tấn công con cái của Đức Chúa Trời. Vì một lý do nào đó nha anh chị em, khi anh chị em nghĩ về lời của Chúa thì có một ý nghĩ đến với anh chị em và nó nói
Chúa nói vậy thôi, nhưng mà thôi mình thì đến đây thôi, mình châm trước mình đến đây thôi. Chúa nói mình là phải khát khao ân tứ của Đức Thánh Linh, nhưng mà thôi đời sống mình nôn nã tìm kiếm tình yêu thương là được rồi, còn cái phần kia chắc dành cho người khác, không phải của mình. Tất cả những cái gì mà mình đọc trong lời Chúa nó có một cái tư tưởng chống lại, bởi lần roi của Chúa Giêsu được chữa lành, nhưng mà nó chống lại à, chắc đây lời Chúa nói vậy thôi chứ bây giờ mình phải chữa lành cách khác. Nó có một cái suy nghĩ nó chống lại lời của Đức Chúa Trời, mà khi anh chị em chấp nhận dung túng nó, nuôi dưỡng nó, thì tạo ra lỗ hổng cho Satan bước vào. Đừng bao giờ để một tư tưởng nào nghịch lại lời của Chúa mà mình chấp nhận. Khi mình chấp nhận có nghĩa là mình đồng ý mở cửa cho điều đó xảy ra. Anh chị em biết trong Cô-rinh-tô 2 chương 10 câu 5 nói sao? Và chúng ta sống trong xác thịt nhưng không chiến tranh bằng xác thịt đâu. Chúng ta chiến đấu bằng quyền năng của Đức Chúa Trời để đạp đổ mọi lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các tư tưởng tôi làm vâng phục Đấng Christ. Đây là chỗ mà chúng ta phải sống. Khi có những tư tưởng trái nghịch lời Chúa, những tư tưởng bội nghịch chống lại lối sống với Chúa, chống lại lối sống tin kính trong Chúa, chống lại những lối sống thỏa lòng ở trong Chúa, anh em phải gì? Hạ nó xuống, đấu tranh với nó, dùng lời của Đức Chúa Trời hạ nó xuống. Lời của Chúa nói thế này nè, mày sẽ tăng đi chỗ khác, giống như Chúa Giêsu trong đồng vắng vậy đó. Anh em hiểu ý không ạ? Đây là cách chúng ta lấp lỗ hổng. Nhiều con cái của Đức Chúa Trời á, sau khi được cầu nguyện giải cứu chữa lành xong, về nhà Satan nó nói ngược lại, nó nói ngược lại với lời hứa của Đức Chúa Trời. Ồ, nó nói đó, ở đó mày chữa lành nhá, mày giờ mày coi lại thân thể mày xem, mày lành chưa? Nó ném vô một vài triệu chứng đau nhất, và người đó bằng nó, ồ đúng rồi, chưa lành. Trái ngược lại với lời của Đức Chúa Trời, ngay khi anh em chấp nhận tư tưởng đó, Satan bước vô và ném bệnh tật của nó vô lại cho anh chị em. Tất cả bắt đầu bằng tư tưởng. Tất cả bắt đầu bằng tư tưởng. Và nhiều người nghĩ rằng tư tưởng này là của mình, nhưng không phải đâu anh chị em, không phải của mình. Tư tưởng này đến từ Satan. Bất kể tư tưởng chống nghịch lại Đức Chúa Trời là từ Satan. Cho nên buổi sáng hôm nay đó, tôi khích lại anh chị em có ba điều cơ bản trong bài giảng này. Hơi dài tí xíu nhưng mà anh em ghi nhớ. Cuộc sống bày tỏ Chúa Giêsu là cuộc sống thảnh thơi bình an nghỉ ngơi trong tâm hồn và thể hiện một Đức Chúa Trời hằng sống hành động qua cuộc đời anh em, chạm đến người khác. Amen anh chị em. Điều thứ hai đó, chúng ta đừng bao giờ xây dựng cuộc đời mình và hội thánh Chúa trên những giá trị của đời này, trên những phương pháp của đời này, cách thức của đời này. Đừng bao giờ. Nó sẽ sụp đổ và gây ra rối rắm trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải xây dựng cuộc đời mình và hội thánh Chúa trên quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống đang hành động qua cuộc sống của mình. Amen. Chúa nói gì mình làm đó. Và điều thứ ba, đừng cho Satan cơ hội bước vào cuộc đời của mình. Dám trả mọi giá để đạp nó ra ngoài cửa kia. Amen anh chị em. Dám trả mọi giá. Dám trả mọi giá đạp nó ra ngoài cửa cuộc đời của mình. Khi chúng ta sống đúng ba điều này, anh chị em ơi, tất cả chúng ta sẽ như ngôi sao sáng giữa thế giới tối tăm này. Anh em đi đến đâu, quyền năng của Chúa tuôn chảy tới đó. Anh em chạm đến người nào, người đó thay đổi đến đó. Anh em ở hội thánh nào, Chúa hiện diện ở hội thánh đó. Anh em đi đến vùng nào, Đức Chúa Trời chiếm vùng đó cho vương quốc của Ngài. Chúa cần những con người như vậy. Chậm mà chắc. Đừng nôn nóng. Cái nôn nóng là cái bệnh cố hữu của đời này. Thế giới mì ăn liền này nó rất nguy hiểm. Trồng cái cây muốn ngày mai hái quả luôn. Và đôi khi tôi cũng có tính cách đó anh chị. Tôi hay nói bà xã hay đi, mình đi ra vườn mình mua cái cây khổng lồ rồi mình trồng cho nó nhanh. Giờ trồng cây chút xíu này căng quá. Nhưng mà không, cái cây khổng lồ nó lại không cho chúng ta những điều chúng ta muốn. Hãy chăm những cái cây nhỏ đó, nó mới cho chúng ta những cái giá trị lâu bền. Cuộc sống cơ đốc chúng ta cũng vậy. Hãy bắt chước
và học tập tiên tri TB Joshua. Cố gắng kiềm chế con người mình, cố gắng kiềm chế những cái điều ham muốn nhanh chóng trong con người mình. Hãy xây dựng cuộc đời mình từng chút một, anh chị em, từng chút một, từng bước nhỏ, chậm mà chắc. Điều quan trọng là mỗi ngày anh chị em phải cảm nhận Đức Chúa Trời ở cùng mình. Đó là điều quan trọng. Chúa sẽ dạy chúng ta từng bước nhỏ, từng bước nhỏ, từng bước nhỏ. Chúa sẽ gia tăng quyền năng Ngài trên chúng ta theo như năng lực chúng ta có thể quản trị được. Anh em chưa quản trị được, Chúa không sức giàu cho anh em đâu. Tôi dám chắc nói với anh em điều đó. Anh em chưa đủ khả năng quản trị ơn của Đức Chúa Trời thì Ngài chưa sức giàu đâu. Hoặc là Ngài chỉ sức tí tí cho nó thơm thơm chút thôi. Đó là chứ chưa sức hết. Rồi từ từ anh chị em tăng trưởng, anh chị em đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ, đủ trí khôn, đủ sự hiểu biết thiêng liêng thì Chúa mới gia tăng lên bậc nữa để cho anh em học tập. Nhưng mà con người chúng ta thì sao ạ? Đôi khi mình muốn một lúc, Chúa ơi, con muốn trở thành Phao-lô ngay ngày mai, con muốn thành Phi-rơ ngay chiều nay. Chúa ơi, con lên núi kiên ăn, Chúa phải hiện ra đứng trước mặt con ngay. Ta hiện ra người ngã gục, người chết luôn, lăn quay luôn, bởi vì người chưa đủ để nhìn thấy ta. Đúng không? Chúa thương xót cho nên Chúa chưa hiện ra. Còn Chúa hiện ra chết luôn. Thế là về yên nghỉ trên thiên đàng. Đôi khi có những lời cầu nguyện của chúng ta nó rất là ngu dại, nhưng mà Chúa thì không đáp ứng. Amen. Chúa hiện ra sao được? Cho nên là cái gì cũng từng bước nhỏ. Amen chứ. Đó là điều mà tôi muốn tâm tình anh chị em buổi sáng hôm nay. Điều mà tôi khát khao nhất là mỗi cuộc đời của anh chị em mình làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Người ta nhìn vào anh chị em, người ta thấy Chúa Giêsu. Người ta nhìn vào anh chị em, người ta vỗ tay cho Chúa Giêsu. Người ta nhìn vào anh chị em, người ta hỏi anh chị em nhóm ở đâu, làm sao mà anh chị em được cuộc sống như thế này, cho tôi theo. Giống như hôm qua tôi nhận được cái mail gửi ở đâu, không biết anh đó hôm nay có đến đây không, ở đâu, ở Đồng Nai, anh viết mail cho tôi. Anh nói: mục sư ơi, con đang có một cái cảm động chân thực là muốn làm môn đồ của Hội Thánh Nhà Muôn Dân. Thế thì phải chạy đến đây thôi, không biết có ở đây không biết. Đó, làm môn đồ, quyết định làm môn đồ. Bởi vì sao anh ấy quyết định như thế? Vì anh ấy thấy Đức Chúa Trời ở đây. Thì cũng vậy thôi, cuộc sống chúng ta nếu chúng ta thể hiện Chúa sẽ có rất nhiều người theo học anh chị em. Rất nhiều. Đó là điều mà Chúa muốn. Chúa, các sứ đồ và các thế hệ tiếp theo, Chúa sẽ truyền tải cho chúng ta. Amen chị em. Cảm ơn Ngài. Tôi xin Chúa bây giờ sẽ đụng chạm anh chị em. Tôi xin Thánh Linh của Ngài hiện diện ở nơi này. Và mỗi một anh chị em đang có mặt ở đây, nếu thành thật trước mặt Chúa, tôi tin rằng buổi sáng hôm nay Chúa sẽ đáp ứng. Chúa sẽ đáp ứng. Dạ. Yeah. Chúa sẽ giải cứu, chữa lành, phục hồi, lấp lại mọi lỗ hổng trong cuộc sống anh chị em. Nếu anh chị em sẵn sàng. Amen ạ. Sẵn sàng nha. Nào, chúng ta hãy đồng đứng một chút. Chúng ta cầu nguyện nha. Nha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Anh chị em đã nghe rồi, đã biết rồi lời của Ngài rồi phải không ạ? Em hãy thưa với Ngài: Chúa ơi, con khao khát để Ngài mặc khải Ngài cho chính con. Chúa ơi, không ai có thể theo Ngài mà chưa biết Ngài. Con cũng không thể theo Ngài mà con chưa biết Ngài. Con không thể theo Ngài một cách trung tính nếu con không thực sự biết Ngài một cách cá nhân. Anh em cầu nguyện đi. Con biết lời đó là chân thật. Lời đó là chân thật. Chúng ta không thể theo Chúa Giêsu một cách trung tín đến cuối đời nếu chúng ta không thực sự nhận biết Ngài. Lạy Chúa, con phủ bao Hội Thánh Chúa bằng lời cầu nguyện bởi Thánh Linh giờ này. Cha ơi, hãy đến với chúng con. Hãy đến với chúng con. Hãy đến với mọi một anh chị em con, những người nam, những người nữ tuyệt vời ở nơi đây. Lạy Chúa, hãy đến tỏ Ngài ra. Vì Ngài nói rằng những ai yêu mến Ngài thì Ngài tỏ cho người đó biết Ngài. Những ai yêu mến Ngài và giữ lời Ngài
thì Ngài đến, Ngài ở trong người và Ngài tỏ cho người đó biết Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện ngay giờ phút này, bởi Thánh Linh, Ngài đến chạm vào từng tấm lòng. Và Ngài là đấng biết rõ lòng người, Ngài biết mỗi một con người đang đứng ở đây. Chúa ơi, hãy đến và bày tỏ ý định, bày tỏ chương trình, bày tỏ kế hoạch bình an của Ngài cho anh em con, cho chị em con, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lạy Chúa hãy đến, lạy Chúa hãy đến, lạy Chúa hãy đến. Và anh em bắt đầu chú ý mình nha, anh em hãy nhắm mắt lại hướng lòng về Chúa nha. Chúa Thánh Linh bắt đầu đến anh chị em giờ này nè. Tôi nói rằng Ngài chắc chắn sẽ đến trong tấm lòng anh chị em, chắc chắn sẽ đến chạm vào từng người giờ này. Và Ngài bày tỏ Ngài, Ngài sẽ chỉ cho anh em lỗ hổng nào trong cuộc đời anh em. Ngài sẽ chỉ cho anh em cần phải làm gì. Ngài sẽ chỉ cho anh em phải hành động như thế nào. Lạy Chúa Thánh Linh, con xin Ngài đến từng người, đồng chạm họ giờ này. Anh em hãy cảm nhận sự rời chạm và hiện hữu của Đức Thánh Linh hiện nay nha. Chúa đang hành động đấy, Chúa đang đi lại đấy, Chúa đang ở đấy, Chúa đang chạm đấy, chạm đấy, chạm đấy, chạm đấy, chạm đấy, chạm đấy. Cảm ơn Chúa nha. Ô, mỗi một người hãy kết nối với Đức Thánh Linh, mỗi một người hãy rời chạm được thần của Đức Chúa Trời và sự mặc khải của Ngài. Lạy Chúa, trong danh Giêsu quyền năng, thân của Chúa hãy đến trên từng người nam, người nữ đang đứng ở đây. Cha ơi, con cầu nguyện. Nhận đến cho em, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận sự rời chạm của Thánh Linh Ngài. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận sự rời chạm của Thánh Linh Ngài. Đón nhận sự mặc khải từ thần của Ngài. Cha ơi, những người nam, người nữ đang ở nơi này, nguyện Ngài bày tỏ cho anh em con biết Ngài, biết kế hoạch của Ngài, biết chương trình của Ngài, biết điều mà Ngài muốn trên đời sống anh chị em con. Đón nhận trong danh Giêsu, đón nhận trong danh Giêsu, đón nhận trong danh Chúa Giêsu, đón nhận trong danh Chúa Giêsu. Tôi ấp ủ anh chị em bằng thân của Đức Chúa Trời. Ôi, xin thân của Đức Chúa Trời chạm đến anh chị em giờ này, thân của Đức Chúa Trời chạm đến anh chị em giờ này, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ đầy anh chị em giờ này. Đón nhận trong danh Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, nói đến anh chị em, tiếp tục anh chị em, anh chị em hãy thưa với Ngài, hãy nói với Ngài, hãy trình với Ngài điều mà lòng anh chị em bắt đầu muốn. Anh chị em muốn thấy Ngài, muốn biết Ngài, muốn chạm rờ đến Ngài. Anh chị em muốn tăng trưởng trong kế hoạch của Ngài, muốn xây dựng cuộc đời mình trên sự quyền năng, nghỉ ngơi yên nghỉ trong đức tin, trong sự bình an siêu nhiên của Ngài. Lạy Chúa, trong danh Giêsu quyền năng, anh em sẽ đón nhận được điều đó giờ này, đón nhận được điều đó giờ này, đón nhận được điều đó giờ này, trong danh Giêsu Christ. Chúa hãy rời chạm họ, 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 trong danh Giêsu quyền năng. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Hallelujah. 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 Anh chị em ơi, hãy thưa với Ngài những lỗ hổng tội lỗi trong cuộc đời của mình, những lỗ hổng vô tín hoài nghi trong cuộc đời của mình, dù đó là trong quá khứ hay trong hiện tại. Ô, những tư tưởng nào nó đang muốn kéo anh chị em ra xa khỏi Chúa, anh chị em ơi, hãy cầu nguyện chống lại giờ này, chống lại giờ này, chống lại giờ này. Tôi nói rằng buổi sáng nay Đức Chúa Trời muốn lấp tất cả những điều đó trong cuộc đời của anh chị em. Đừng để một cửa sổ nào trong tấm lòng của anh chị em cho Chúa, cho Satan. Hãy để tất cả mọi điều đó cho Đức Chúa Trời cai trị, cai quản. Ô, trong danh Giêsu quyền năng, anh chị em tra xét nào, tra xét nào, tra xét nào, tra xét nào, tra xét nào. Có những tội lỗi thầm kín nào mà anh chị em không đủ sức vượt qua chăng? Hãy thưa với Đức Chúa Trời, Chúa ơi, hôm nay con muốn được giải thoát khỏi nó giờ này. Cầu nguyện đến cho em, cầu nguyện đến cho em, cầu nguyện đến cho em, cầu nguyện đi. Tôi nói rằng khi chúng ta được tẩy sạch, lòng chúng ta tự do và chúng ta bắt đầu bước trong linh trình với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được tay trong tay với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được đồng đi với Đức Chúa Trời. Và giờ này quyền năng của Đức Chúa Trời xin tuôn đổ trên anh chị em, để anh chị em có thể làm điều đó ngay bây giờ, ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu quyền năng, chạm Chúa, chạm họ Chúa,
chạm dân sự Ngài Chúa, chạm dân sự Ngài, chạm dân sự Ngài, chạm dân sự Ngài, chạm dân sự Ngài, chạm đến dân sự Ngài, chạm đến dân sự Ngài, chạm đến dân sự Ngài, Holy Ghost, chạm đến dân sự Ngài, thần Đức Chúa Trời, chạm đến dân sự Ngài, chạm đến dân sự Ngài. Tôi đặt một thân của sự tự do trên anh em, tôi đặt thân của sự chữa lành trên anh em, tôi đặt thân của sự phục hồi trên anh em, tôi đặt thân của sự tha thứ trên anh em. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, trong danh Giêsu quyền năng, ta trói buộc toàn bộ quyền lực của Satan đang cầm buộc con cái của Đức Chúa Trời. Hỡi những con quỷ ô uế, hãy rời đi, rời, rời. Những con quỷ tham lam dâm dục, hãy rời đi, rời. Những con quỷ tà thuật bùa chú bùa ngải lên đồng bối kho bối toán đồng cốt, hãy rời đi. Tất cả những ác mộng sợ hãi vô tín vô kỷ luật, rời đi. Những tà linh của sự nổi loạn bạo loạn không tha thứ, cay đắng giận hờn đổ vỡ, hãy rời đi. Ta ra lệnh cho toàn bộ những quyền lực Satan, những kẻ nào đang cầm buộc, đang hà hiếp, đang trấn giữ trong đời sống con cái Đức Chúa Trời, đang có mặt tại phòng nhóm này hoặc đang có mặt trên live stream, ta ra lệnh mày Satan hãy rời đi. Ta ra lệnh mày Satan hãy rời đi. Ta ra lệnh mày Satan hãy rời đi. Ta ra lệnh mày Satan rời đi. Ao, 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 rời, 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 rời. Toàn bộ quỷ sứ, linh bệnh tật, linh ô uế lên đầu đường hãy rời đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, những linh tham dục, dâm dục, ô uế hãy rời đi. Những linh nghèo đói, giới hạn, thất bại, nợ nần hãy rời đi. Tất cả mọi linh đồng cốt, bối kho, tà linh, ô uế hãy rời đi. Linh bệnh tật, ung thư hãy rời đi. Toàn bộ quỷ sứ của mày, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra hết đi. Ô Đức Chúa Trời ơi, hãy chạm dân sự của Ngài, hãy giải cứu dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời ơi, hãy làm sạch dân sự Ngài, hãy tẩy uế trên dân sự của Ngài, hãy giải phóng dân sự của Ngài, hãy khiến họ được tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Nửa đêm cho em, nửa đi, những biểu hiện của Satan phải đẩy ra khỏi cuộc đời anh chị em. Những xiềng, những xích, những gông cầm của nó phải bị đẩy ra khỏi cuộc đời anh chị em. Tất cả những gì tồn trú ở trong anh chị em hôm nay phải bị tẩy sạch giờ này, tẩy sạch giờ này. Những uế linh, những ô uế, những độc tố, những việc làm của nó phải bị tháo gỡ ra giờ này, 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 tháo gỡ ra giờ này. Mọi xiềng, mọi xích tháo gỡ ra giờ này, mọi phục tùng tháo gỡ ra giờ này, tháo ra giờ này, tháo ra giờ này, tháo ra giờ này. Trong danh Giêsu, lửa thánh linh, Holy Ghost fire, lửa, 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 Holy Ghost fire, lửa, 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 lửa. Trong danh Chúa Giêsu, lửa sẽ thiêu hủy mày, lửa sẽ thiêu hủy mày, lửa sẽ thiêu hủy mày, lửa linh sẽ thiêu hủy mày, Satan, lửa linh sẽ thiêu hủy mày. Nửa đi cho em, nửa đi, nửa đi, nửa đi, nửa đi, nửa đi. Mọi lỗ hổng của Satan phải được lấp lại buổi sáng hôm nay. Mọi lỗ hổng của Satan phải bị lấp lại buổi sáng này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi điều ô uế, mọi độc tố bên trong anh em phải trào ra giờ này, trào ra giờ này, trào ra giờ này, trào ra giờ này, trào ra giờ này. Hỡi quỷ sứ đi ra, hỡi âm binh đi ra, hỡi tất cả mọi linh tà thuật bối kho bối toán đi ra, hỡi mọi tà linh đói nghèo là những cái sự cay đắng giận hờn không tha thứ. Tất cả những tà linh đang trói buộc anh chị em ta với những sự tham dục cãi vã đổ vỡ, hãy rời đi, rời, 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 rời. Trong danh Chúa Giêsu, rời đi. Trong danh Chúa Giêsu, rời đi. Trong danh Chúa Giêsu, rời đi. Trong danh Chúa Giêsu, ra hết đi. Ao, 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 ao. Tiếp tục lên chép. Tất cả những ai có biểu hiện, các biểu hiện của Satan, biểu hiện của sự đẩy ơi, hãy cộng tác với tôi giờ này, cộng tác với tôi giờ này, cộng tác với Đức Thánh Linh giờ này, cộng tác với Đức Thánh Linh giờ này, tẩy sạch nó ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em phải được tự do buổi sáng này, mọi linh hồn phải được tự do buổi sáng này, mọi quyền lực Satan phải bị cột trói buổi sáng này, tất cả những con quỷ ô uế phải bị đẩy lùi buổi sáng này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng.
đi ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Ao, ao, ao. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Đổ đây, tự do. Tất cả linh bệnh tật, linh ô uế, linh tội lỗi dâm dục, tham lam, ích kỷ, tất cả những tà linh của sự hận thù, cay đắng, không tha thứ, những tổn thương trong quá khứ, những tổn thương trong gia đình, những tổn thương trong đời sống vợ chồng, những tổn thương nơi con cái, nhân danh Chúa Giêsu, ta trục xuất tất cả tụi bay phải rời đi. Ta ra lệnh toàn bộ những tà linh đó phải rời đi. Ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng, bởi danh Chúa Giêsu quyền năng, những tà linh gây trầm cảm, tâm thần, ung thư, những tà linh gây bệnh mạng tính, trong danh Chúa Giêsu ta ra lệnh mày rời đi, rời khỏi những thân thể này, rời khỏi những thân thể này, rời khỏi những thân thể này, rời khỏi những thân thể này. Tôi kêu ánh sáng của Chúa Giêsu trên anh chị em giờ này, ánh sáng của Chúa Giêsu trên anh chị em giờ này, trong danh Ngài, hallelujah. Nữa đi anh chị em, nữa đi, nữa. Mọi ô uế phải rời đi, mọi uế linh phải bị cột trói giờ này, mọi uế linh phải bị cột trói giờ này, mọi uế linh phải bị cột trói giờ này. Rơi, 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 hallelujah. Tiếp tục lên chị, tất cả những anh chị em nào có biểu hiện của Satan như là chảy nước mắt, sống nôn ôi khó chịu trong người, hãy cộng tác với tôi giờ này, tống cổ nó ra khỏi đời sống của mình. Tống cổ nó đi, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch, tẩy sạch giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Ôi lên đi ra đi, ôi lên đi ra đi, ôi lên đi ra đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, nhân danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Hallelujah. Đây là sự thanh tẩy đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, làm cho tâm linh anh chị em được muối trong ánh sáng tinh sạch của Chúa. Và dòng huyết của Chúa Giêsu khiến anh em sạch sẽ từ trong linh, trong hồn, trong thân thể, để anh em như của lễ thánh và sống trước mặt Đức Chúa Trời, nên sẵn sàng cho những kế hoạch siêu nhiên của Ngài, sẵn sàng cho sự đụng chạm của Ngài. Hallelujah. Chúng ta hãy thờ phượng Ngài. Và tôi sẽ đi đụng chạm một vài người ở đây để Đức Thánh Linh đổ đầy anh chị em, ban ơn cho anh chị em, khích lệ anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Lạy Chúa. Hallelujah. Chúa con biết ơn Ngài. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.